Ba cho con uống cà phê. Cho mẹ, cho mẹ. Ừ, coi mặt nó không bà con chú. Bạn ơi, ba cho con uống cà phê. Ủa không được hả ba? Ngộ ghê luôn á. Lúc này lên phim phải tốn nhiều tiền nghe, hai đứa kia đâu có bắt em trả tiền đâu, quay hai đứa kia anh bị ghét thôi. Giàu quá lúc nào mà ly cũng để trước như thế này nha các bạn, ít thôi cũng còn nhiều. Rồi sau đó mình xả nước vào, cái dầu nó mới lỏng, nó bị dai. Đây là bánh hỏi ba cái tre các bạn, mì thò ha, Ly lấy ra nè. Thì Ly chưa không có lấy cây qua cây quay các bạn, một tay cầm cái cây quay phim có mẹ đâu rồi, ta không nhớ nữa. Đó, mình để vô. Để vậy ngâm đến khi nào mình cảm thấy nó mềm thôi nha các bạn. Chứ ly thì không có nấu phút được đâu. Bây giờ mấy giờ ta? 11 giờ 15 phút. Rồi bây giờ ly canh nha, thử có bao nhiêu phút nha. Tại nước ở đây thì rất là lạnh. Mình đi làm video các bạn. Rồi nó nở ra rồi nè. Ok, nó nở vậy là được rồi nè. Vậy mình mất 25 phút nha các bạn. Nước có lạnh lắm. Vậy là vừa nè. Mình trút sạch nước ra, mình để vào dĩa. Ok, rồi cái mình mới hấp nha. Cứ làm như vậy nha. Miếng thịt mình đã xong rồi, bây giờ mình lấy ra nha. Để mình đợi một tí xíu rồi mình cắt. Mình làm bánh hỏi xong rồi mình cắt. Bây giờ cái tay mình đeo đó các bạn. Chẳng chưa. Hôm nay Bi về là làm món này cho Bi ăn. Ly kính chào cả nhà nha. Chào mừng mọi người trở lại với kênh channel của Ly. Bây giờ là Ly cuốn bánh hỏi. Thì hồi nãy Ly quên nói với các bạn là sau khi mình để một cái dĩa bánh hỏi như thế này vào cái microwave, tức là lò vi sóng hay gọi là microwave á các bạn, từ 3 phút đến 3 phút rưỡi nha. Mình có thể phim hoặc là không phim, nhưng mình phải có cái nắp đậy ở trong cái lò vi sóng, đặng nó giữ cái hơi á, để cho cái khi giống như mình hấp nhưng mà mình quay ở trong đó, để cho có cái hơi á, thì là bánh nó sẽ có cái độ ẩm, nó mềm và nó nhìn nó ngon hơn nha. Nếu mình không có cái đồ đậy của cái lò vi sóng á, thì mình sử dụng cái phim vòng màng bọc thực phẩm á. Rồi bây giờ Ly cuốn bánh hỏi nè các bạn. Để cũng như có nhiều cô chú anh chị hỏi cách Ly để làm heo quay, thì Ly đã có làm một video lúc trước rồi, lâu lắm rồi, Ly có chỉ từ A đến Z luôn. Thì Ly sẽ ghim lên cái video ha các bạn, ở trong phần bình luận. Thường thì Ly cuốn bánh hỏi á, hành á, là Ly làm với dầu ô liu nha các bạn. Khi các bạn làm với dầu ô liu đi ăn, cái vị nó sẽ khác, nó sẽ bùi cái miếng bánh hỏi hơn, nó sẽ ngon hơn cái dầu bình thường. Video trước á, Ly không có quay cách cắt
của cái miếng heo quay nha các bạn. Tại vì Ly muốn làm cho gọn nhanh ha. Nhưng mà cái món này là con trai con gái mình rất là thích. Nên thành ra là ở nhà mình ai cũng thích món này các bạn. Nên hôm nay Ly sẽ quay nhiều hơn. Thì con gái về là cũng ăn món này luôn. Nên Ly hôm nay là sẽ quay nhiều hơn một chút. Video trước Ly là Ly không có quay cắt, Ly chỉ quay gọn thôi. Thì mình có thể dùng dao chặt nha các bạn. Thì hôm nay Ly dùng kéo cắt. Thì khi ai có cái kéo thì mình làm được nó cũng rất là tiện luôn. Cưới thì chưa biết nữa, chưa biết nữa. Mua nhà trước đi, mua nhà trước. Dạ. Còn đây năm 2 31 tuổi rồi. Cho em chúc Tết chị cái đi anh. Nè, có nè, có nè. Chị, em chúc chị năm mới thật nhiều sức khỏe nha. Đẹp gái quá à, thấy chụp hình đẹp gái quá à. Nè, anh đi làm heo quay rồi thấy không? Em cảm ơn chị. Không muốn bán gì đâu, gì hay? Bán gì? Đâu bán gì đâu. Đâu bán gì đâu chị. Bán hột xoàn. Đâu có hột xoàn mà bán mà. Nè, nó làm heo quay nè, thấy không? Làm ở nhà đó. Nhà làm ngon quá. Giỏi mới nhiều tại em còn dở gì đi chơi khóe hả? À, bác Phúc lúc nào cũng số 1 hết trơn á. Giỏi, giỏi, giỏi mới vô tay tôi. Còn dở là đi khóe chơi. Mình có cái kéo này các bạn, chứ mình không có chặt nó không biến chặt mình thấy không, ngon quá trời, ngon lắm. Mấy nhỏ thích lắm, nó than đói bụng rồi cô Ly ơi. Ở dưới, ở dưới, dưới hả? Đây, đây nè, dưới đây nè. À, cái hộp quay quay đúng rồi con.
Con cầm cái này lên ăn trước đi. Rồi con cắt. Cô có kéo không? Có kéo nhỏ ừ. Đi con. Đây 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 đó, có không? Nhìn có không? Màu trắng. Không có thì. Đây 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 đây. Cây sạch hả? Dạ sạch đó con. Cô mới rửa chén á mà cô chưa có lau đó. Nó có sấy không? Từ đầu sấy không? À, không, không có sấy rồi con. Nó chỉ không? Làm cho nóng rồi rửa sạch thôi. Nóng sấy. Nếu con làm hết từ A đến Z là phải 4 tiếng đồng hồ. Cô nấu, cô làm nửa tiếng rưỡi thôi. Con nóng quá hả? Nó tự sấy rồi. Là 4 tiếng. Dạ con. Thôi. Hao điện. Tiết kiệm điện. Thè xô luôn các bạn ơi. Nên mình không có xài găng tay đâu. Mũ ra không có tốt. Hấp dẫn luôn, ngon lắm. Giòn. Rồi. Rồi cắt cái dĩa này sao. Chờ đang lên cho nó ăn trước. Ê, các bạn thấy hấp dẫn không? Ngon lắm luôn. Rồi cái này nó mình cắt nữa. Nó mê lắm. Để quay phim cho nó đẹp. Không có đưa nó vô. Tony ăn đi. Tony. Em à. Các bạn hay không thấy Tony tại vì Tony nó không có thích quay phim như các bạn nên nó trắng rồi những lúc có nó là cũng có lúc nó ok cho mình quay nhưng mà có lúc nó không có cho nên các bạn có khi thấy nó và không thấy nó nha. Dài dồn đồng hồ luôn các bạn. Cái nó chín quá rồi. Bánh này á các bạn mà lỡ nướng khô quá và mình nhớ khi cắt đôi cái bánh ra là mình chấm sữa lên nha. Sữa tươi mà mình uống á thì ở bên đây sữa nó không có đường, còn không biết ở bên Việt Nam thì sữa có đường hay không. Có đường thì mình để vô thì nó bị ngọt quá, tùy theo các bạn thôi. Nhưng mà bắt buộc mình phải để sữa vô cái bánh nó mới mềm lại nha. Không, Minh Vy là cô làm khác con. Ừ. Ly phải tắt cái đoạn này các bạn ơi, tại vì mở nhạc nên thành ra sọc bản quyền đó. Làm bánh là Ly không có cuốn chả giò được, thì Minh Vy và Bi cuốn chả giò, hai đứa cuốn khéo ghê đó. Mình học được cái cách cuốn của hai đứa đó các bạn. Nó đơn giản hơn của mình một chút.
và dễ làm hơn nữa. Hai đứa thấy cuốn khéo ghê luôn á. Tại vì mình không có thời gian, cái mình hỏi hai đứa cuốn như thế này các bạn ăn nó sẽ có độ giòn nhiều hơn. Này nó sốt, nó còn sốt sốt. Cuốn xéo, đúng con vậy, cuốn xéo luôn. Nhưng mà, không, cuốn xéo nhưng mà làm giống như trang cuốn bánh chén. À, bẻ xong, bẻ hai con. Ừ, đúng rồi. Phải biết, theo. Không, thấy hai đứa làm gì cũng gọn chứ. Cách cuốn đơn giản thôi các bạn, mình để thịt chính giữa cái bánh tráng ha, rồi mình gấp hai bên lại với nhau. Đó, mình làm thứ theo minh vi như vậy, đơn giản vậy thôi, nhưng mà cái ăn nó sẽ khác nha các bạn. Lần đầu mình cũng mới biết cái cách này thôi, nghĩ đơn giản nhưng mà cái cách gói nó sẽ tạo nên cái món ăn nó lạ và đặc biệt hơn. Chắc hình như bánh nhiều nhân quá. Cho ngày mốt tôi chiên cho con làm đủ rồi con. Thôi con đi làm bánh nha. Trời ơi, mình nhớ mình có cái mình mua ananas, mình tiền quản ra rồi, tức là ananas cái hộp. Cười muốn lên cái bàn này lên không? Hỏi ba con á. Nãy ba con nói với cô là ba con nói hỏi cô đi á. Cô đi nói hỏi ba con sao kỳ á. Trời ơi, chắc ổng không muốn đó, con hiểu không? Ổng nhỏ là cô á. Cười nói hỏi ba con đó. Thì ba nói là hỏi cô đi á. Giờ con muốn sao? Cô chiều con theo con, giờ con muốn sao? Thì con hỏi ba với cô đi. Con cái gì cũng phải. Để cái chỗ để đây nè, bây giờ cái chỗ đóng đèn đâu nè. Con phải hỏi ông chủ nhà, con hiểu không? Thì ba sẽ nói là phải hỏi bà chủ nhà. Ở đây đâu có bà chủ nhà đâu. Không có chủ nhà. Có ông chủ nhà thôi. Cô xin thôi. Cái đóng đèn biết để đâu đâu nội. Quá trời. Tính ngày mai cho mấy nhỏ kéo lên này, cho mấy nhỏ ngồi ăn này cũng vậy thôi ba. Bánh ba kéo cái bàn này cũng vậy thôi. Mỗi lần điểm thấy cái bàn này khó lắm nha. Đừng thấy cô đi phải dành xong bánh rồi. Cô đi xong bánh đó thì mình mới đem cái bàn này lên. Mấy chỗ này cholesterol thì lấy ra cũng được mà. Mình hỏi nè. Này cô đi chắc cũng cần nữa. Cô đi lấy cái chỗ đó làm. Cô đi làm, cô đi làm đó. Cô đi làm cái mô cao mà đâu cần. À không cần cái cây đó nữa. Rồi bánh hỏi muốn gọi cho cô lạnh hả? Đúng rồi. Mình nói cũng vậy, mình thôi, thì nói dọn dẹp sau. Để cái đồ đây, cái này. Cái này, cái này có bàn nhỏ hết ta, xin chỗ làm đó. Xin vào đây nè. Như sao cái cô đi cô đang làm à? Con lấy cái gì? Phim á, bật rồi. Phim hả? Đã chết, à mà hết rồi, phải lấy cái mới lên á. Còn ba ký nữa nè. Ký hả? Ờ. Dục mẹ rồi. Dục phim hết rồi, dục cái chỗ đó. Lấy cái khác cho đừng đi cái hộp khác nữa. No se la mea. Ừ. Đấy hết đi. Ký no se la mea. Ừ. Sa protege. Sa cần bỏ. Này, có đi phòng xài không? Có chứ, xài mà để đỡ bánh. Trời làm giỏi quá các bạn, làm giỏi quá, cái quên quay luôn. Trời ơi, cái bông làm xong rồi ấy, cái chảy mừng mượt luôn á. Ý da. Các bạn, cái bông hồng của mình đó là thấy không? Nó tự nó nở nè, kem nó chảy á. Giờ bỏ luôn, nhưng mà quay lại cho cái nhà xem vui á. Trời ơi, nó lên đẹp lắm á, nó chảy ra trơn, giờ không có xài được. Trời ơi, mình làm đã cái mình quên quay các bạn ơi. Không biết được, không biết
suy nghĩ sao hết trơn. Được không? Lý hả? Khi đó rụng rụng mạnh rồi. Không chứ nhờ. Đúng đâu. Nhưng mà cái ý tưởng nó không biết chớp nhoáng quá, chẳng biết làm cái gì cho nó đẹp rồi. Tại vì mình thích làm á, mình làm cái đoạn cái trời. Ok. Trời ơi, thì mình sẽ nhận cái hộp kẹo lên nữa. Ừ ha. Hơi nửa tính tí rồi. Cái hộp trắng nó hơi ui. Ui. Trời, mình làm chứ mình còn cái mình quên quay luôn. Hai cái luôn, kêu Tony luôn. Ôi trời.
Ly chân thành cảm ơn cả nhà mình đã xem video. Hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo. Bye bye.